Không có cười. Má biết làm sao mà con kêu má đeo vàng nhiều vậy không? Là tại vì con muốn bù đắp lại cho má những cái ngày tháng ở dưới quê lúc mà mình nghèo khổ quá đó. Má nhớ mấy bà đó khi dễ không? Cho nên bây giờ ha, con muốn cho má đeo vàng thiệt là nhiều vô. Đeo để chi? Để cho mấy người đó mà có gặp má nậu mà vàng mà nó chiếu lại không đuôi con mắt mấy người đó nữa. Con nổi điên con lắm, con nói thiệt mà. Ủa sao vậy? Sao tự nhiên ở nhà mà đeo găng tay má bị gì vậy? Hả? Không có bị sao gì má đâu. Bị gì dựng lên con? Không phải, không phải, không phải. Má nói cho nghe nè. Ông đổ rác ông có kêu cửa. Rồi cái má sợ vậy mình ra mở cửa, má đeo cái này vô mở cửa ra nó thấy vàng chặt. Trời ơi, trời đất ơi, mở cửa ra thấy vàng chặt. Ở nhà có người làm ra đổ rác mắc mới gì má đưa ra làm chi cho người ta chặt. Má đeo vàng mới đi lòng vòng trong nhà chứ con có cho má đi đâu đâu mà sợ. Không có sợ gì hết trơn á. Rồi sao tự nhiên giờ này còn ngồi đây cả ngày không gặp con, đợi con về nói vài câu cho nó vui mà. Trời ơi má ơi, con ở ngoài đường á, con gặp mọi người, con là nghệ sĩ mà con nói riết con như mắt bố rồi, con mệt lắm, về nhà con đâu có hơi nữa đâu nói. Thành ra má chờ con làm chi vậy, con không có gì để nói với má hết trơn, con mệt muốn chết luôn à. Ăn cơm chưa? Ăn rồi, trời ơi má nghĩ gì sao mà giờ này con chưa ăn cơm. Con là nổi tiếng ra đường hết, người này mời tới người kia mời không kịp hơi để mà ăn nữa, rồi má ăn chưa? Má ăn rồi đúng không? Nhìn vậy là biết ăn rồi nè, đã khuya lơ khuya lắc mà giờ này mà không ăn sao được. Thôi được rồi, ăn xong á má dẹp vô đi, kêu mấy đứa nó dẹp vô. Mà quên nữa, đồ ăn mà còn là không có được để trong tủ lạnh là lấy ra mà ăn nghe chưa, bỏ hết cho con. Sao lại bỏ? Sao vậy? Trời ơi, công mới nấu cực khổ lắm, con không ăn, để má ăn. Trời ơi thì đó, chính cái con sợ má ăn con mới nói đó, chứ có bao giờ má nấu mà con ăn đâu. Từ ngày mà má lên má nấu có bao giờ con ăn một miếng nào của má nấu đâu. Con ơi đừng có phung phí quá vậy, biết đâu rồi cái mình. Trời ơi, thôi cái chữ biết đâu của má nghe ớn da gà quá. Trời ơi biết đâu, cái câu này nghe thấy ghê lắm nè. Biết đâu con ơi mai mốt mình nghèo lấy gì xong con, mai mốt mình nghèo lại lấy gì ăn con. Đừng có nói cái đó nữa, mình giàu rồi, con nổi tiếng, con giàu có thì làm gì có cái chuyện mà nghèo khổ lại được, má đừng có lo. Nhớ đó nha. Má chỉ... Chỉ cái gì? Mà thôi gì? Bữa nào con rảnh chị? Trời ơi nghệ sĩ mà hỏi chừng nào rảnh, rảnh là lúc đó ế rồi, không ai mời nữa trơn á má. Lúc má thấy con ở nhà suốt ngày lúc đó con ế mất tiêu rồi đó. Bạn chi? Má định định cái gì nữa? Không có, thằng quý dịch này cái gì vậy? Ông tôi đang nói chuyện với má tôi thì ông nói trả lời cho ba hết hồn, má tưởng tôi nạt á. Xin lỗi má, xin lỗi cái gì nữa? Xong phiền tôi hoài, ông giống như ma tao ám cuộc đời tôi hoài vậy ông. Cái gì? Cái chương trình gì? Cái chương trình mà bữa mà ông nói với tôi là vụ mà chương trình ngày của mẹ đó. Được đó. Trời ơi đúng rồi. Trời ơi ông ơi, tôi ao ước cái chương trình này lâu lắm rồi. Có nghĩa là mẹ con tôi lên, có nghĩa là tôi yêu thương mẹ tôi như thế nào sẽ bộc lộ ra hết, sẽ hỏi những câu hỏi mà tôi hiểu về mẹ tôi đúng không? Trời ơi. Trời ơi kỳ này mẹ tôi lên tivi rồi. Ông biết không? Tôi ham muốn cái ngày này lâu lắm rồi. Tôi lên là thường mà mẹ tôi lên mới chuyện lạ bởi vì bà đeo vàng nhiều lắm. Trời ơi mấy người dưới quê ngày xưa khi dễ má tôi hả, nó nhìn má tôi đeo vàng không nó cũng xỉu thấy bà nội nó luôn. Trời ơi ông ơi, được rồi tôi chuẩn bị liền, sáng mai 7 giờ nha. Má con có con gấp lắm, má dẹp đi, kêu mấy đứa này dẹp đi nha má nha. Đó, má quên nữa má, xin lỗi má, con yêu má nhiều lắm, hồi nãy con lỡ la má, không phải là con la thằng quỷ dịch này, xin lỗi má. I love you má nha. Ồp má thương má quá, tội nghiệp quá à. Tối ngày lu bu cứ lo vậy, lo cho nó không kịp nữa, còn đâu còn đó lo cho mình. Coi đó, đợi về ăn cơm chung, giờ nó không ăn thì thôi mình dẹp đi chứ. Má ơi, để xuống, trời đất ơi, để xuống, sao vậy, trời ơi sao vậy, người làm đâu không làm, tự nhiên má làm. Nó xin phép về thăm ba nó bệnh như trời ơi, đó thấy không, biết thằng người ở nó cũng bày đặt nó nghỉ phép, nó chịu nổi không. Trời ơi má ơi, má làm gì biết má dung túng cho tụi nó, mà cũng may là bây giờ ban đêm, chứ nếu ban ngày á, fan hâm mộ của con nó vô nó thấy má làm, nó nói con ngược đãi má, rồi còn gì nữa là hình tượng đẹp đẽ của con trong khi con hiếu thảo, con yêu má quá mà. Nhỏ lớn mà lao động quen rồi không chịu đâu có ngày nổi. Ngày xưa khác, ngày xưa khổ khác, bây giờ giàu có rồi, bây giờ má phải hưởng thụ, má chỉ có việc là nè, ăn, ngủ, đeo vàng, ăn, ngủ, đeo vàng, tập thể dục vậy thôi, ăn, ngủ, đeo vàng, tập thể dục, ăn, ngủ, đeo vàng, tập thể dục, nhảy lên cho con. Má phải như vậy thì mới trẻ đẹp được, đúng không? Cười cái gì? Thôi bây giờ vậy nè, hồi nãy có cái thằng nó gọi con mà con la má đó. Là tại vì nè, nó có chương trình ngày của mẹ. Là con với mẹ sẽ lên tivi, cái chương trình này sẽ được giải thưởng tới 150 triệu lận. Mà thí dụ như nó hỏi con, nó tách má ra, tách con ra, nó hỏi con hiểu về má bao nhiêu, rồi cái má trả lời trùng khớp như vậy, trời ơi, thì má con mình sẽ được lãnh giải thưởng. Má ơi, con mừng lắm má ơi. Bây giờ vậy đi, bây giờ sao tự nhiên má và ba nữa? Mấy cái áo ngủ 2 giây đâu? Trời ơi, má không dám bận. Sao vậy? Mắc cỡ lắm. Trời đất ơi, cái gì đâu mà mắc cỡ. Má ơi, cái ông mỏng 2 giây là để dành con mua cho má mặc. Mặc đi tôn cái làn da má lên. Nó mỏng quá con ơi. Chính cái mỏng con mới mua cho má mặc, chứ dày mặc ngực lắm. Lớn tuổi rồi người ta mặc mỏng mỏng nên có nhiều khi không mặc còn tốt nữa thiệt á.
nó đẹp lắm, má không có biết đâu. Tại vì sao? Tại vì trong căn phòng của con á, má biết con thiết kế cho má là toàn là những cái đèn mà của ở bên Italia con nhập về không à, ý đó má biết không đó. Thành ra má nghĩ đi, dưới ánh vàng coi như là cái đèn mà vàng coi như là lãng mạn, má nằm má mặc cái áo ngủ dài vậy, trời ơi má giống như từ Hy Thái Hậu ngày xưa vậy. Trời ơi tên đó nó sang lắm má ơi. Má tại sao không được đâu, con sẽ cho má tiền, má muốn mua gì má mặc, mà dứt khoát là không được áo bà ba, không được mặc áo bà ba, con mặc thôi đi, đưa cho má mặc cũng như không. Con soạn cái này rồi, má mặc cái này đi. Cái này của má. Cái này má mặc. Trời ơi, trời ơi đẹp quá má ơi. Trời ơi sao mà nó có thể đẹp như má như bạch tuyết vậy đó má, má như bạch tuyết vậy đó má ơi. Trẻ lắm má ơi. Má mặc cái này lên tivi đi. Rồi móng tay của má không được làm vậy. Bây giờ con sẽ làm bột, con đắp dài móng tay giả ra nha. Thí dụ từ Hy Thái Hậu ngày xưa nổi tiếng móng tay dài quặp xuống vậy, thì má con sẽ xỉa ngược nó lên vậy đó. Trời ơi má đi mà như phượng hoàng vậy má. Trời ơi con mừng, nghe chuẩn bị đi, con chuẩn bị con lên coi. Ê Tuấn, chị hả? Tuấn hả? Tuấn, chị nè. Hồi nãy mới gọi cưng á. Ừ, có chuyện nhờ. Ê nó nghe nè, ngày mai mày kiếm giùm chị 20 tầng lực lượng. Ừ, bự con cao hơn Phạm Nhân Mách đi, Mách nó lùn quá. Để mà khiên hòm cho mày hả chị. Tự nhiên đầu năm mày kêu khiên hòm chi mày? Khiên cái khác. Mẹ cái thằng này sao mình nó vô duyên. Xin lỗi má, nghe má chuẩn bị nha. Rồi sáng mai sớm lắm đó nha, 6 giờ là phải thức dậy, 7 giờ là mình phải làm rồi. Tại vì tất cả đoàn phim người ta tới liền, má nhớ đó nha má nha. Trời ơi, hạnh phúc quá má, tôi lên tivi. Trời đất ơi, mình thì chữ nghĩa ít, rồi biểu phỏng vấn biết cái gì ở đâu mà nói trời. Rồi bận cái áo này vô nữa. Nhưng mà không được, đâu có được quyền làm mất mặt con mình. Mình ráng đi, ráng mặc cái áo này. Ý là sao bữa nay con mình vui ghê vậy, nó nói chuyện với mình thiệt là nhiều, nó nói nguyên thiên không nhớ nổi, còn nhớ là má chỉ có ăn ngủ đeo vàng tập thể dục bận áo đuôi cá. Trời ơi áo này bác, con lên rồi nè. Ủa lên sớm vậy con? Dạ tại con lo cho bác á. Chào bà chứ khỏe chưa? Dạ ba con khỏe rồi, ba con vui quê có chị dâu con lo. Con á là con lo cho bác á, bác ở nhà một mình á rồi còn phải làm công việc nhà nữa. Bay thiệt là đau chút có gì đâu, khách sáo gì thiệt là con á. Bác vô ăn cơm nữa hả? Ủa sao bay biết? Biết ngay mà, con ở dưới quê con lo là không có sai đâu. Con biết có thế nào bác cũng chờ chị Tiên cho tới khuya mới về, rồi không ăn uống gì hết á. Mà con nói với bác rồi, bác mà không ăn uống gì á, rồi bác bệnh, không có sức khỏe, rồi chị Tiên la bác nữa cho coi. Bác, con có đem khuôn cá đẻn lên cho bác nè. Cái con cá này á, anh con bắt ở ngoài biển á, mà con nghe người ta nói á. Cái con cá này nè, nó trị mình thấp khớp nè, đau nhất nè, nó trị hay lắm á. Bác ăn đi, con biết bác có bệnh, con mới đem lên đây á. Bác ăn vài lần là hết à, nha bác, nhớ ăn nha. Cảm ơn con nha. Bác này kỳ quá, bác cứ cảm ơn con hoài, sao bác khách sáo với con quá vậy? Miễn á, bác hết bệnh đó là con vui rồi. À mà bác, mấy nay á, con đi không có nhà, nhà mình có chuyện gì vui không? Có, con biết không, chị con á nói chuyện với mẹ nhiều lắm. Nói dặn đủ thứ, không biết bao nhiêu nói, mà bác còn nhớ ha. Mẹ là mà được ăn, ngủ, đeo vàng, tập thể dục. Bận cái áo này, áo đuôi cá đẹp lắm. Chị mới mới lọt. Trời, nghĩ sao mà bác mặc cái áo này vậy? Bác không có mặc cái áo này được. Ủa sao vậy, ai nói cái gì mà được không được, mặc gì vậy? Con ơi, má sẽ mặc, đẹp lắm con ơi. Bác, trời ơi. Sao rồi, tập trung hết rồi. Trời ơi, giờ này đưa đèn vô là chết. Căng dây điện ra hết, xong xuôi người ta mới làm việc được. Chủ nhà đâu? Chết đây. Trời ơi, nguyên cái đoàn làm phim xuống mà không ra tiếp rước gì, có trà thuốc rồi đó chứ. Đây điện nhiêu hả? Để nè, nhìn túi nè. Điện nhiêu? Điện gì nhiêu? Máy pha. Máy pha? Máy pha. Máy pha cà phê hả? Trong nhà em nhóc chưa vô chỗ mượn đi. Khoan. Pha cà phê tới ông nội tôi hả trời? Trời, điện máy pha. Là sao? Có mệt quá, ổ điện đâu? À trong đây nè. Nhiều đó không cũng nói để người ta lo đó. Cái đọc ra không có. Ủa sao vậy anh? Không sao đâu, anh bị điện giật á, không sao đâu. Ủa hãy anh em, trời ơi quên nữa. Cho mời đạo diễn từ Hollywood.
Vâng. Mày đâu hả? Toilet. Trời ơi. Trời ơi, nãy uống cà phê cái tiếng đồng hồ mà không ra quẩy ô toilet thì vô trong nhà mới người ta toilet là sao? Bước vô một cái biệt thự bự như vậy hay là bước vô một cái khách sạn bự, cái quan trọng của người cameraman là phải tham quan cái toilet. Bởi vì cái toilet đó sẽ nói lên cái đẳng cấp, cái trình độ của gia chủ. Nói chung toilet là bộ mặt của gia chủ. Thôi được rồi, bây giờ mình không quay toilet nữa. Quay mình, gì? Mình đổi qua quay cái giường. Giường loan á hả? Không. Giường ngủ phải không? Không phải giường ngủ luôn. Gì? Giường thượng nguyện. Vậy phải gọi là khu vườn. À, khu vườn. Trời, nó bắt lỗi tao. Thôi được rồi, mình quay khu vườn. Rồi. Khu vườn. Rồi bây giờ. Xong rồi, em chuẩn bị xong hết rồi. Anh sáng rồi ha. Đèn đó mà chuẩn bị cắm hết rồi. Rồi, điện ở đây bao nhiêu rồi? Dạ, điện 220. Sao biết 220? Mới thử rồi. 220 à, nó giật em quéo hai ngón à. À, còn 110 thì sao? Dạ, giật ngón giữa. Quá, thôi được rồi. Ủa, mình nhớ thiếu cái gì phải không? Không có thiếu đâu anh, vậy đủ rồi, làm luôn đi anh. Tao thấy thiếu cái gì mà. Thấy đủ không có làm. Hello, trời ơi, em nói với anh cái show thiếu em MC, của thiếu anh lẹm giận mà, anh đừng có lo. Con người văn minh đừng có chửi thề, chết khôn. Khốn nạn mà đi chỗ khác mà làm gì thọt cái họng cho vậy. À, không, xin lỗi, trời ơi, không phải anh, em đâu có chửi anh. Em chửi cái thằng make up nó thọt cái cọ vô họng em. Dạ, mất dạy mà đi chỗ khác nghe tao nói mà rồi à. Dạ, có trời ơi, xin lỗi anh. Em chửi thằng make up, dạ đâu có chửi anh. Dạ, em biết. Cái gì? Liền bây giờ hả? Trời ơi, chết em rồi anh ơi. Đạo diễn, em nói đạo diễn nghe em có 5 phút rồi em đi liền. Em cái gì? Trời ơi, trời ơi, Tết nhất. Trời ơi, chứ 5 phút rồi, 5 phút rồi làm cái gì? Thì hồi nó quay rồi phát lại đi đạo diễn. Thôi được rồi, tới đâu hay tới đó đi. Bây giờ nè, MC ở đây chỉ cho nhân vật trả lời câu hỏi như thế nào để làm chương trình, hiểu rõ chưa? Em làm gì với nhân vật? Ừ, đúng rồi. Còn bây giờ anh em chúng ta ra giường thượng nguyễn quay tiếp. Khoan, để em kêu chủ nhà dắt đi chứ không mất đồ nó cũng thừa nữa. Rồi kêu đi chủ nhà. Dạ. Yeah. Dẫn khách ra giường. Giường gì? Giường thượng nguyễn. Theo em. Đi. Trời, có nhạc đi thấy sướng không? Ê Tương, mày đi đâu vậy? Lên giường ngủ. Trời. Trời, cái giường thượng nguyễn đâu, lên giường ngủ. Chết cha, quên, ra vườn, ra vườn. Ờ, đi. Trời ơi, đạo diễn dặn mình làm việc với nhân vật bữa nay. Đâu có thấy nhân vật gì, thấy mấy con dịch vật không à. Rồi nhân vật đâu? À, dạ. Dạ. À, dạ chào bác. Dạ, à, em mời bác chú. Ngồi, mời bác ngồi. Dạ. Rồi, con nhìn bác là con đoán được bác là ai rồi. Bác là nhân vật vai chính người mẹ bữa nay. Sao chú biết vậy? Trời ơi, nhìn là biết liền. Bác già lớn tuổi đi lụm cụm tóc bạc phơ à, đóng vai mẹ thôi chứ đóng vai gì được. Phải không? À, rồi bây giờ vậy. Chương trình bữa nay con nói bác nghe. Chương trình bữa nay là con sẽ cách ly con bác già bác. Ê, sao vậy? Bác đừng có sợ. Cách ly đi không phải là bỏ tù, nhốt tù con gái bác à, bỏ tù bác đâu. Cách ly đây là đem bác vô trong, vô phòng trang điểm đó, kêu make up nó đem bác vô trong, trang điểm bác vô thật đẹp, mặc đồ ngon lành lên. Để hồi ra đây con phỏng vấn, nghe. Em make up đem bác vô trong làm cho thiệt đẹp hồi nữa gặp anh nha. Bác phòng bác ở đâu để con được không? Trời ơi, bác ơi là bác, sao mà không sửa soạn được? Con nói bác nghe, hôm nay là chương trình quay trực tiếp, bác là mẹ của chị Tiên, con bác phải làm sao cho thiệt là đẹp lên để cho cái mặt của chị Tiên nở ra, mày biết không? Bây giờ con hỏi bác nè, bác thích cái kiểu coi là cung đình ấn tượng hay là ngây thơ với mẹ con? Thôi, có kiểu nào chân quê không? Có nghĩa là cái mặt tôi làm sao đó là cô để như vậy. Cô đừng có trang điểm gì hết, nha. Bác ơi là bác, con nói bác con thích cái chữ cô của bác á, nên con mới nói cho bác biết nha. Con đến đây á là phải sử dụng thiệt là nhiều phấn, đánh thiệt là nhiều màu, thì con mới chặt tiền người ta được. Chứ bây giờ đánh kiểu chân quê mà sao ăn tiền được, thôi bác ơi đi vô đi. Trời ơi. Cô dẫn tôi vừa vừa, cô lâu tôi chết tôi rồi. Con phải đánh được thiệt là được, con đánh được. Lúa, lúa. Lúa ơi. Gặp rồi. À, tôi đoán không lầm, cô là vai người con bữa nay. Ôi trời, sao anh biết hay quá vậy? Sao trời ơi, dễ quá, có hai nhân vật chính thôi, người mẹ và người con. Người mẹ tôi gặp rồi. Cô là một cô gái trẻ đẹp, tướng tá dày côm nữa. Chỉ đóng vai người con thôi, không lẽ đóng vai người mẹ? Trời, này thông minh thấy ghê luôn ạ. À, hân hạnh biết cô. Dạ, biết. Xin tự giới thiệu, tôi MC Thanh Tạng. Vậy là Thanh
Tôi vừa nói ra là cô nghĩ tới người MC nổi tiếng Thanh Bạch đúng không? À, dạ đúng rồi, đúng không. Rồi. Giữa tôi và Thanh Bạch không có bà con, cô bác họ hàng gì cả. Vậy chứ sao? Tôi chỉ đu theo anh ta thôi. Tại vì anh ta là một MC quá nổi tiếng. Anh ta lấy tên Thanh Bạch, tôi lấy tên Thanh Tạng. Người ta nhắc tới Bạch, nhớ tới Tạng, Bạch Tạng, Bạch Tạng, nhớ tới tôi. Anh thông minh quá, anh biết đu theo đúng lời đúng lúc quá. Yeah. À, em xin được khai ngạnh chào anh Thanh Tạng, không dính gì tới Thanh Bạch, chỉ đu theo chơi. À, bây giờ vậy, đây, sao à? Đây là 10 câu hỏi. À, dạ. Cô có nhiệm vụ là trả lời 10 câu hỏi này. Dạ, dạ, dạ. Lát nữa khi trả lời xong, à, thì tôi sẽ kêu cô ra đây để mà đối chất với lại mẹ của cô. Dạ, dạ, nhá. Dạ, 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 cảm ơn anh. À, dạ, bây giờ. Cái gì vậy anh? Cái gì vậy anh? Bây giờ. Cái gì vậy anh? Cô có 10 phút. Mày về xưa chắc ở trong bang đấu bò hay sao á. 10 phút nó mẹ 10 phút đi, tưởng ông bị gì không à. Chịu nổi không? Gì đâu khùng khùng, bây giờ thời buổi này sao tỉnh ít mà điên nhiều quá. Coi câu hỏi thứ nhất, mẹ bạn tên gì? Trời đất ơi, mình tưởng cuộc thi này nó gây go lắm, vô tự nhiên hỏi mẹ bạn tên gì. Trời ơi, phần thưởng nhiều thay gây là được 25 triệu rồi đó. Mẹ bạn tên gì? Nguyễn Thị Tư. Nguyễn Thị Tư. Nguyễn... Hai à, con nào? Trời ơi, trời đất ơi, đâu chọt vô vậy chị hai? Trời đất ơi, má tôi mà làm như má cô, tự nhiên Nguyễn Thị Tư. Nguyễn Thị Tư đâu đây? Mệt quá. Câu số 2, mẹ bạn bao nhiêu tuổi? Trời, này cũng đi hỏi chi vậy trời. Mẹ tôi, ủa chết mẹ, mẹ mình nhiêu tuổi ta? Tôi chết cha rồi. Thôi rồi, lâu quá không có nói chuyện với chết cha, quên rồi. Ý cũng đâu có sao đâu. Mình thông minh quá. Mình lấy từ tuổi của má mình lúc đẻ mình xong với tuổi mình bây giờ cộng là ra tuổi má mình. Trời ơi, sao mình thông minh dữ vậy? Ngày xưa má mình coi thường thường đẻ sớm cho bà đẻ 17 tuổi đi. 17 tuổi đẻ mình 29, 29, 9 cộng 7, 16, 16, 26, 36, 46, chết mẹ, mẹ 46 mà cái đầu bạc phiếu sao ta? Mẹ chị tuổi Quý Mùi, sinh năm 1943, 69 tuổi Tây, 70 tuổi ta. Hay quá, cái lưỡi bự mà ham nói quá. Chọt vô hoài, làm như ngon á. Câu số 3, nghề nghiệp của mẹ bạn. Trời, cái này quá dễ, mẹ mình ở dưới quê làm nông. Làm vườn là... Đây, làm nông với làm vườn mấy thứ con quỷ? Hai thứ. Sao hai thứ? Thì làm nông á là mình trồng lúa, còn làm vườn á thì mình là trồng rau củ quả đem ra chợ bán. Rồi mấy cái đó nó có cỏ mọc chung quanh không? Có. Thì đó có mọc, thành ra làm nông làm vườn y như nhau. Chừng nào nó mọc quanh cái miệng của mày á, thành ra nó mới tách ra. Câu số 4, món ăn mẹ ưa thích. Ôi dễ, mẹ mình miền Tây, cá kho tiêu. Ba khía. Ba... Em mày tin tôi quánh cái mặt mà thành ba ba không mày? Trời đất ơi, mà chọt vô quà. Biết cái ba khía nó hôi như thế nào? Em biết mỗi lần ăn là cả nhà này hôi rình luôn á. Làm sao tôi không biết được, có bao giờ tôi thấy mắt con ba khía đâu. Thì cũng tại chị thôi, chị cũng thấy mùi hôi đó. Cho nên mỗi lần mà có chị ở nhà bác đâu có mua về ăn đâu. Đợi mỗi lần mà chị đi rồi diễn xa mấy ngày mới về á, bác mới mua về bắt trộm lên ăn. Mày có ăn không? Có, ngon lắm á. Ra giờ cái mặt mày y như cái càng của ba khía vậy đó. Trời đất ơi, hèn chi tôi biết là mấy bữa đi siêu thị lần nào cũng kêu mua giùm cho nó chai xịt phòng. Mua cả đống vậy nè, nguyên xe xịt phòng. Nó uống nhỏ này bộ nó thích cái mùi này, bộ nó tắm hay nó xịt vô body nó hàng sao ta. Thì ra bây giờ find out ra tôi biết rồi. Bây giờ tôi biết, ta tìm hiểu ra mới biết thì ra là khử mùi giùm cho bà già. Hay ha, cái tội đó để ta trừng trị sao nhớ nha. Câu 5, màu mẹ bạn ưa thích. Trời ơi dễ, má mặc áo bà ba màu nâu suốt, mình mới la màu nâu. Màu trắng. Cái sức người của mày nó trắng trợn quá vậy mày? Hả? Tự nhiên màu trắng, má tôi mặc màu trắng hồi nào? Có bao giờ thấy đâu? Thì cũng tại chị thôi. Thì chị nói là thầy phong thủy nói chị kỵ màu trắng. Chị mặc màu đỏ, màu vàng, màu nâu. Không lẽ má chị mặc màu đỏ, màu vàng? Dĩ nhiên má chị mặc màu nâu rồi. Trời ơi, tôi chọt sao nó chọt y tôi vậy, bỏ tay xuống. Hay ha, bị màu đỏ, màu nâu, màu vàng gì đó mày mặc hết rồi. Má tao làm sao có cơ hội mặc với mày con quỷ. Hay quá, hay ha. Câu số, trời mà ngộ nha. Sao má tôi mà sao cô rành quá vậy? Sao má tôi mà cái gì mày cũng chọt vô làm sao vậy? Sao rành vậy? Thì tại em gần gũi bác nhiều, em tâm sự với bác cho nên em hiểu bác. Ừ, thì đúng rồi, bị tao bỏ tiền tao mướn mày thì mày phải gần gũi má tao, mày chăm sóc má tao chứ mày bỏ mày đi ra tao quánh mày thấy thương luôn. Ở đó mày đặt chảnh không à. Câu số 6, chị em nói chị nghe nè. Sở thích chị đưa 10 câu hỏi này em trả lời cho. Chị... em trả lời là được liền, rồi chị trả lời tới sáng cũng xong nữa để em trả lời cho. Mày cái này là tự chui đầu vào rọ nha cưng. Chà, cái mông cũng to dữ ha. Cái này quánh chắc 3 ngày cũng chưa có lũng nè. Chà, nằm vậy. Chọc
thử lên lát quánh chỗ nào đau. Hay ha, tôi đang trên tay giật cái bên. Trả lời được không? Nhắm trả lời được không? Em trả lời được chị thưởng em nha. Chơi mày luôn. Tao sợ chưa kịp thưởng là mày không có số để hưởng đâu cưng. Tiếp. Câu số 6, sở thích của mẹ. Trời ơi, dễ quá trời. Vậy mà cũng đi hỏi chi trời, cái chương trình này sao nó đơn giản dữ vậy trời. Sở thích thì bình thường thôi, hưởng thụ cuộc sống an nhàn. Sai. Đi chùa. Bác thích đi chùa. Đi chùa để cầu phúc cho chị. Đúng rồi, má tao phải đi chùa. Bởi vì phải đi chùa cầu phúc cho tao. Bị kế bên tao có con quỷ đó, tao nó ám hoài là thành ra tao mất bớt phúc rồi. Tiếp. Câu số 7, ước mơ của mẹ. Trời, ước mơ của mẹ, trời ơi. Ước mơ của mẹ mà làm sao. Ủa chết cha, má mình ước mơ gì trời. Thôi chết cha rồi, lâu quá mình đâu có gần gũi má đâu. Mình biết ước. Tao đố mày đó. Tao đố mày mà má tao ước gì, tao đố mày đó. Thử dám nó biết lắm mà. Viết gì ạ? À? Bạn mặt thấy ghét không? Nó lời nó nghinh nghinh nó viết, chịu nổi không? Trời ơi, ước gì viết nhiều vậy? Nhiều quá mà nó không đúng rồi, tôi quánh mà ước nhẹp luôn à. Ước mơ của mẹ là mong cả nhà đoàn tụ, là mong chị tha lỗi cho ba chị đó. Chị... Mày nghĩ làm sao mà mày dám ghi chỗ này vô trong này hả? Mày biết như thế nào về gia đình tao mà mày dám ghi như vậy? Mày biết ngày xưa ba tao đối xử với tao với má tao như thế nào không? Tao nói thiệt với mày, mới sinh tao ra được một tháng thôi, ba tao đành đòn bỏ má tao. Hai mẹ con tao không có nhà để ở với chú, với nhà bà hiền của người ta mưa dột, ba mẹ con chỉ biết ôm nhau thôi. Mới có một tháng thôi à mà phải tự tìm đi lo lắng cho tao, đi mua sữa cho tao uống vậy mà nỡ lòng nào về mang cắp sữa tao cho nhỏ kia uống. Hả? Không, sữa của má tao mua cho tao chứ phải sữa của tao. Mày biết không, chưa bao giờ ba tao quay về thăm tao lần nào á, má tao á còn hận nữa chứ đừng nói là giận. Tao nói thiệt với mày á. Nhưng mà đó là suy nghĩ của chị. Không có suy nghĩ gì trơn á, đó là suy nghĩ chung mà má tao với tao là một thôi à. Tiếp đi. Câu số 8, mẹ bạn yêu nhất điều gì? Yêu tao nè, yêu tao nè bà. Đúng, yêu con cái. Chứ không lẽ yêu mày, con quỷ khùng. Câu số 9, mẹ bạn ghét nhất điều gì? Ghét mày. Hả? Ghét bạc mặt của mày, nghe. Bị mày ám tao hoài, bà ghét nhất là mày. Nghĩ sao mà câu đó cũng đi hỏi mà cho trả lời. Ở trên đời này ai cũng ghét, ghét chung một cái điều đó là ghét sự nghèo. Bởi vì nghèo nó khổ lắm mày biết không? Tại vì nghèo cho nên mày mới đi giúp việc cho gia đình tao nè. Tại vì nghèo tao phải bôn ba tao đi nuôi má tao nè. Sai. Mẹ chị ghét sự cô đơn. Làm gì cô đơn? Tao làm gì mà cho mẹ tao cô đơn? Tao làm tao quá trời kiếm tiền về cho mẹ tao đeo vàng, muốn vật chất có cái gì có đó, làm gì cô đơn? Tao nói thiệt với mày, chỉ cần buồn nhìn tiền cái là làm gì cô đơn. Nhìn tiền cười kha 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 là tao tưởng điên, nhưng mà thật ra nó không cô đơn. Mày hiểu không? Làm gì à, cô đơn là mày. Tại mày. Tao nghĩ ra rồi. Tao mướn tiền tao nói mày phải kế bên má tao tâm sự chơi với má tao, mày bỏ bả mày đi chơi mình cho nên bả mới cô đơn. À, đúng không? Không. Không đúng rồi, tiếp. Câu số 10. Mẹ bạn mong mỏi bạn điều gì nhất? Trời, vậy mà nó cũng hỏi. Ê, tao nói mày nghe, sao mày ở với tao lâu lắm rồi sao mày không có theo tao mà thông minh miếng nào hết trơn hả? Hả? Sao hả? Cái thông minh lên, sao mày cũng hỏi gì qua vậy? Nè, ở đời á, cha mẹ sinh con ra, ai cũng muốn con cái thành đạt, giỏi giang, nổi tiếng, đúng không? Sai! Hả? Mẹ chỉ mong chị trở thành một người tốt, biết chưa? Biết chưa? Biết chưa? Giống người nông dân nổi dậy vậy. Biết rồi, biết rồi, biết rồi. Tao cốt đến mức độ mà con nhỏ hở mà nó chỉ vô mặt tao, tao còn chưa dám nói gì mà. Tao chỉ có mới nắm cái ngón tay của nó thôi. Mà mày biết con gái mà mất ngón tay này kỳ lắm á. Làm sao cầm muỗng, hiểu không? Ăn gì cũng phải ống hút hết á. Mày nghĩ sao mà mày chọt thẳng vào mặt tao? Cười á. Quá rồi nha, vừa phải thôi nha. Càng ngày càng thương giống hai chị em mà riết trời. Tự nhiên tôi lau nhà giùm nó luôn rồi mấy chị. Nhiều chuyện, nhiều điều. Chị, vậy biết chị ghét em. Ủa, chị giận em. Xong giờ chị cho em trả lời hai câu hỏi còn lại luôn đi. Thôi, mệt quá đi. Có 10 câu rồi, cho tôi trả lời hết 2 câu, 8 câu của cô rồi. Cô trả lời luôn 2 câu kia, mọi người nhìn tôi như thế nào. Đi vô lo làm câu chuyện đi. Vậy thôi, nhưng mà em nói chị biết nha. Có những điều về bác á mà em biết, chị không có biết đâu. Có những hình ảnh đẹp về bác á mà em đã từng bắt gặp, chị chưa từng bắt gặp đâu. Những lúc mà bác làm giường á, bác vừa làm vừa hát. Giọng hát của bác nho nhỏ thôi, nhưng mà nó rất là rõ và trong. Bác hát vậy nè:
Trên đất dòng mình trồng khoai lang, trên đất dòng mình trồng dưa gan. Hỡi cô, gánh nước đường xa, còn bao là bao gánh nữa, chật quà là quà gánh dùm. Tan tình tan tích tình tan, tan tình tan tình tan, tan tính tình là tình tính tan. Trời ơi má, tôi hát hay nhiêu con quỷ này nó hát dở nhiêu à. Trời đất ơi, người ta trồng khoai lang, trên đất dòng trồng khoai lang nó dễ thương, nó làm hồi tôi tưởng nó uống thuốc lắc không à. Má tao nhảy hồi nào kiểu đó mà mày diễn tả má tao nhảy giống ngựa thấy gớm à. Nhảy tên, tính tình là tình tính tên, nhảy tên, tính tình là tình tính tên. Điên, vừa phải thôi, không phải nói. Ê, cái gì vậy? Trời ơi, sao hết cái con này chạy vô con kia chạy ra hoài trời. Ông nội này với nhỏ đó chắc chung chuồng à. Gì nữa? À, 10 câu hỏi của tôi cô trả lời xong chưa? Xong rồi anh, sao được đây. Sao mà thiệt á, anh giống quỷ à. Không phải, trời ơi, phải làm những cái ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Hiểu cô hiểu rồi, không? Hiểu. Làm chương trình mà. Tôi cũng rồi. Bây giờ vậy, cô vào trong, make up sửa soạn lại cho thật đẹp, mặc đồ cho sexy lên chút xíu nha. Trời, để hồi ra đây tôi phỏng vấn. Chương trình ngày của mẹ làm như là quảng cáo áo tắm sexy. Trời ơi, sexy chi cho ông coi ạ. Nói không nghe, ngạc nhiên cũng vừa vừa thôi. Đừng làm ta ngạt thở, tao quánh không. Trời ơi, chúng ta dày cơm ngon quá. Chết cha. Còn có show bên kia nữa. Trời ơi, đoàn làm phim nó mất tiêu rồi. Đạo diễn ơi, lẹ giùm em. Trời ơi, mệt quá. Đồng cũ này không ai dàn tết. Làm việc. Làm việc. Vui chơi bao nhiêu đủ rồi. Ghế đạo diễn đâu? Lẹ lên để quay. Em kêu nó lấy cái ghế đạo diễn liền. Lấy liền cái ghế. Trời ơi, cái ghế bố tao đâu phải ghế mũ mày. Ghế bố đâu? Cái ghế bố của đạo diễn. Ừ. Hôm bữa đi quay đạo diễn hăng quá thì chỉ kêu cái két. Em nghe tiếng bẹt. Nghe cái bẹt là thay bố. Rồi khi này cái tẹt mày thay bố, nghe cái bẹt là giặt bố nha. Đúng không? Mấy tầm bạn mà thôi ơi, lỡ rồi. Rồi dù đạo diễn đâu? Ôi, đạo diễn ơi. Mình quay trong nhà còn dù chi đạo diễn? Không có dù đâu ra đạo diễn. Lấy dù cho đạo diễn rồi. Rồi bắt đầu làm gì đi. Mẹ giùm em đạo diễn ơi. Rồi bắt đầu. Máy action. Đạo diễn. Máy. Dạ, kính thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị chương trình mang tên Ngày của mẹ. Cát. Gì vậy? Trời đất ơi, tụi mày quay cái gì vậy hả? Cái này kêu là quay Dolly. Mày Dolly hay mày đưa cái mông qua đây? Mày đô mông hả? Trời đất ơi, vừa phải con này biết không, hiểu không? Từ cái chỉ của đó. Sorry. Làm lại. Xin lỗi. Lại. Này, nó mất thời giờ quá đạo diễn. Chết rồi. Rồi, action. Dạ, kính thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi xin hân hạnh được giới thiệu đến quý vị chương trình mang tên Ngày của mẹ. Kính thưa quý vị, chương trình mang tên Ngày của mẹ. Trời ơi. Trời ơi. Tưng ơi là Tưng, mày quay đua xe hả? Trời đất ơi, MC đừng có mà kìa. Thấy cái gì trong khung hình này? Tối thui luôn à. Trời ơi, mày điên gì phải tao, mày nhân vật tao ở đây. Mày cố gắng quay nhân vật giùm tao, hiểu chưa? Ok. Sorry. Action. Làm lại lần nữa đi. Thằng này nó trỏng ra đâu vậy đạo diễn? Rồi. Lại hả mày? Đạo diễn. Dạ, kính thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi hân hạnh được giới thiệu đến quý vị chương trình Ngày của mẹ. Trong chương trình Ngày của mẹ hôm nay chúng tôi sẽ hân hạnh được giới thiệu đến quý vị một nghệ sĩ đa năng tài nghệ của màn điện ảnh. Yes. Trời ơi, tới phiên MC tao lạy mày MC. Mình đang làm nhân vật mà hiên ngang lên, kiên cường lên mà quỳ mà lạy giờ sao thay nhân vật đó. Trời ơi, em đâu có muốn đạo diễn. Trời đất ơi, đạo diễn của MC là cái bộ mặt. Nó phải quay cái mặt em mà cái nó cứ quay xuống, em phải đi theo cái máy của nó vậy nè. Em phải đi xuống chứ không em không xuống theo nó quay cái khác của em một chết nữa. Trời ơi, nó hổ quay cái video của mà chết người ta đó. Vậy là lỗi thằng quay phim đúng không? Trời ơi, con kia. Tốt. Mày đang quay gì vậy con? Cái gì vậy? Hả? Thế giới loài kiến. Cái sàn đẹp quá. Trời. Có kim tuyến nữa nè. Mày biết hôm nay quay cái gì không? Nhân vật. Còn mày quay cái sàn này là quay trang trí nội thất hiểu không? Chết cha, quên cái lộn cái show quay nội thất hôm qua. Đại show gì chết đúng không? Thích quay đẹp không? Bây giờ MC cứ đi thoải mái để cho quay phim quay những góc cạnh đẹp của căn nhà này, hiểu chưa? Em đi thoải mái. Cứ đi thoải mái. Nói theo em nha. Quay phim theo. Máy theo. Rồi bắt đầu. Mày theo tao đó nghe mày. Bắt đầu. Action. Dạ, kính thưa quý vị,
Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị chương trình mang tên Ngày của Mẹ, được giới thiệu đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt chúng tôi xin giới thiệu. Trời ơi, vô cái toilet mà làm mình rất là đẹp. Vô toilet mấy cái gì chậm. Và nhân vật này chúng tôi không thể nào quên được trong chương trình hôm nay, đặc biệt là hai tài trợ chính cho chương trình hôm nay. Kính thưa quý vị, đây bên tay phải chúng tôi, chai nước mắm hiệu Con Tôm. Tại sao phải xài chai nước mắm hiệu Con Tôm? Tại vì xài nước mắm hiệu Con Tôm thì sẽ không tanh mùi cá. Các bà mẹ rất thích chai nước mắm hiệu Con Tôm này. Và bên tay trái của chúng tôi là chai dầu gội đầu. Kính thưa quý vị, chai dầu gội đầu này hầu hết tất cả những người phụ nữ, những người mẹ đều thích, là tại vì nó mang hình Con Chí. Và nếu gội đầu mà gội đầu dầu Con Chí thì sẽ không bao giờ có Chí. Dạ, đây là hai tài trợ chính cho chương trình ngày hôm nay, xin giới thiệu quý vị. Tài trợ chính hồi nào ta coi hết chương trình làm gì có tài trợ chính, mà đem mẹ đâu ra vậy? Cảm em, vợ em mới sanh này em lấy tài trợ có tiền trả sữa cho con em. Trời, tài trợ riêng hả? Riêng không có đẻ hả? Riêng, dạ, mới đẻ, không cảm mẹ. Dạ, không Diễm hả? Quay đi. Gì vậy? Đi về. Dừng bước giang hồ. Bước ở đây, bước ở đây. Thôi tội nghiệp. Cái gì? Tội nghiệp nó. Quay cái chương trình gì mẹ mà tự nhiên nó đem móc cái thằng tài trợ cho nó kiếm anh tiền nó bỏ túi riêng là sao? Trời ơi anh em mà. Thông cảm đi, chương trình này không có tiền nhiều. Cho nó kiếm tiền cho vợ nó có sữa, cho con nó bú. Một lần thôi kìa. Lần thôi. Anh em nha, thông cảm đi. Người có cháu, người có cơm, anh khó quá. Đúng rồi. Nói với anh em mình cũng thương nhau chút xíu. Thương MC rồi cũng phải thương cho đạo diễn ha. Thôi lỡ rồi, mới nhận cái dầu xanh. Dầu gió xanh hiệu Con Ngựa. Quay người. Đang quay Con Ngựa. Quay người mới nói Con Ngựa được. Dầu gió xanh hiệu Con Ngựa, tung gió bay xa, vượt qua ngàn dặm, dắp cộng dây kẽm, té lội găng chân. Sức dầu gió xanh hiệu Con Ngựa sẽ hết liền. Và dầu gió xanh hiệu Con Ngựa được bài bán trên khắp thị trường thế giới. Sướng không là quý vị hãy. Ê, đúng. Gì vậy? Cái gì con? Ô hay, sao kỳ vậy? Mỗi công kiếm một cái tài trợ rồi bỏ con riêng rồi anh em chia chác sao? Trời ơi, chương trình Ngày của Mẹ, chương trình này nó không có tiền nhiều. Cho nên mà kiếm thêm để bỏ túi chứ, đói quá mà. Kiếm thêm phải không? Ừ. Ông nói nha. Ok. Rồi, mượn micro coi. Hả? Làm MC luôn đi. Tao biểu quay cái gì quay cái đó nha. Kính thưa quý vị, thời gian là gì? Thời gian là liều thuốc bổ làm cho con người ta có thể quên đi những cái nỗi buồn. Tuy nhiên đối với những người mê ngủ thì thời gian ôi thiệt là phiền phức. Bởi vì sao? Mê ngủ làm cho mất việc làm, mất người yêu, thậm chí mất cả sự nghiệp. Do đó đã có một sản phẩm gọi là đồng hồ One More Time. Vô. One More Time nghĩa là gì? One More Time có nghĩa là nửa đi, lần nữa đi. Ok. Và chỉ cần một tiếng đồng hồ nó khèo một lần, thậm chí 10 phút nó khèo một lần. Sau đó những người mê ngủ đã hoàn toàn hết dứt bệnh luôn. Đó, cho nên họ đã trở thành những người thức trắng và đã bị bệnh tâm thần. Mất đặt quý vị mua đồng hồ One More Time. Thôi, quá đáng. Trời ơi, nguyên chương trình mà làm gì quảng cáo hả? Tụi đi. Thôi nè, tốt. Hồi nãy mày nhận cái chương trình con thai được bao nhiêu tiền? Sao tôi đi mà mày giữ tôi lại anh vậy? Trời ơi, để ta đi luôn vậy hả? Tôi biết tập mà. Mày đi tập kệ mày chứ. Trời ơi. Cái quan trọng là để chi tiền nè. Mãi trời ơi, mấy anh làm vậy chết rồi. Chương trình người ta là có rồi. Cái giải thưởng là 150 triệu. Rồi lo cái vụ đó thôi, mấy anh lo kiếm ăn ngoài là chết. Đâu có gì quảng cáo nào được. Giải thưởng 150 triệu hả? 150 triệu cho mẹ. Tôi thấy gì 200. Trời ơi. Gì? 200 triệu cho mẹ. Ủa, mà còn có 150 triệu là rồi, sao? Rồi em biết rồi. Thằng này nó cắt 50 rồi. Hả? Không phải, cái này là sau khi đưa 150 triệu còn vui ra đó. Anh em mình mới lấy cái tiền đó là chia nhau. Có chị không? Kế hoạch B, kế hoạch B. Ông nói nghe. Ừ, nó vui ra rồi là chia. Rồi. Có gì không? Có có yên tâm. Mày chia, mày ăn mình, mày 50 triệu đó mày rụng răng ra mày. Rồi, bắt đầu làm nha. Quay đi. Máy action. Dạ, kính thưa quý vị, trong chương trình Ngày của Mẹ hôm nay, chúng tôi xin hân hạnh đặc biệt giới thiệu đến quý vị nhân vật chính, giai người mẹ ta có đang tàn. Dạ, chào bác. Dạ, mời bác ngồi. Dạ. Dạ, xin bác gửi lời chào đến khán giả hôm nay ạ. Dạ, xin chào quý khán giả. Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, kính thưa quý vị, được không? Trong mọi chúng ta ai mà không có mẹ, đúng không? Mẹ đã sanh ta ra, nuôi ta khôn lớn,
dạy dỗ ta nên người. Cho nên lòng mẹ bao la như biển Thái Bình rạc rào. Cái này, này hay lắm. Nói tới mẹ phải nhắc tới người cha. Bởi vì tình cha mát như vầng Thái Dương. Đó là tình yêu thương của cha mẹ đã dành cho con cái mà không quản công khó nhọc. Qua cổ luôn. Còn con nuôi cha mẹ thì tính tháng tính ngày. Hay quá, lại hay quá. Tiếc quá, tiếc quá. Được chỉ được ha. Có lấy cái chỗ cải lương không? Trời hay quá, hay quá. Nãy giờ không có quay. Trời ơi, chết rồi. Chết rồi, đâu vậy? Chết em rồi. Mày giết ta đi, mày giết ta đi. Trời ơi, những hình ảnh đẹp như mày không em rồi. Xin lỗi đi. Thằng này trời ơi, chết em đạo diễn. Em ăn hay quá mà lại giận ông lấy, chết rồi. Làm lại lần nữa đi. Trời ơi, lại, lại, lấy lại cái em cảm xúc. Cố gắng làm một lần nữa. Lấy lại cảm xúc. Nuôi tâm lý, lấy lại cảm xúc, hát lại. Hay lắm, anh hát hay lắm luôn á. Gắn quay cái mỏ này. Này mày. Rồi. Bắt đầu, action. Hát giọng hay quá, giờ tao biết hát được nè. Vô. Còn con nuôi cha mẹ thì tính tháng tính ngày. Trời ơi, em hát giọng Út Trời không á? Trời, trời ơi, muốn ói luôn á. Có lấy cái chỗ nó ca giọng cổ không? Dở ẹt là lấy gì? Chết mẹ lấy rồi. Trời, trời ơi. Thôi đạo diễn ơi, trời ơi, thôi cãi đi em hết giờ để em còn chạy số thôi, cãi đi. Giờ sao? Cãi đi, quay luôn, quay luôn. Quay luôn chứ không? Làm nó mất cảm hứng luôn rồi. Thấy một cái tôi kêu dưới lên quay luôn bây giờ đó, giỡn. Đạo diễn hết thằng rồi, kiếm thằng trong kia ra quay, trời ơi, nãy giờ muốn khùng với nó luôn rồi. Action. Dạ kính thưa quý vị, vừa rồi chúng tôi vừa giới thiệu đến quý vị nhân vật chính hôm nay, đó là người mẹ. Và sau đây chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị nhân vật chính thứ hai không thể nào thiếu được trong chương trình hôm nay, đó là nhân vật người con. Kính thưa quý vị, nói đến người con chúng ta không thể nào quên được những danh lam thắng cảnh của Việt Nam chúng ta. Đâu dính gì đâu. Việt Nam chúng ta rất giàu và đẹp, trong đó có những danh lam thắng cảnh, đặc biệt là những cái hồ ba chữ du lịch luôn hả? Ở ngoài Bắc có hồ gì? Hồ Hoàng Kiếm. Đi thẳng từ Bắc vào miền Trung, đi đường miền Trung quẹo phải đi thẳng xuống thành phố Đà Lạt, chúng ta sẽ gặp hồ Xuân Hương. Sau khi gặp hồ Xuân Hương, chúng ta tiến thẳng vào miền Đông Nam Bộ, chúng ta sẽ gặp hồ Dầu Tiếng. Sau khi gặp hồ Dầu Tiếng, chúng ta đi thẳng vào trung tâm thành phố, chúng ta sẽ gặp hồ Con Rùa. Dạ kính quý vị, khi chúng ta gặp hồ Con Rùa rồi, và bây giờ đây, ngay tại căn nhà này, ngay tại căn nhà chúng ta đang đứng đây, chúng ta sẽ gặp gỡ với một cái hồ. Ồ không, chắc là quý vị đang nghĩ tới hồ Đuôi Cá Ly Thia hay là hồ Lăng Quăng chứ gì. Không, kính thưa quý vị, đó là hồ Đan Tiên. Một sự kết hợp hài hòa của ba nhân vật nổi tiếng nhất hiện nay trong làng ca nhạc điện ảnh chúng ta, Hồ Ngọc Hà, Đan Trường và Thủy Tiên. Kính thưa quý vị, một tràng pháo tay thật lớn cho ca sĩ Hồ Đan Tiên. Ở đâu? Đây. Hồ Đan Tiên. Người Hồ Đan Tiên. Lên luôn. Lên luôn. Quay luôn. Hồ Đan Tiên. Lên luôn. Hồ Đan Tiên. Hồ Đan Tiên. Hồ Đan Tiên. Ây da. Trời ơi. Gì vậy? Chết rồi. Gì vậy ông nội? Mẹ bà nó tiên đâu, thấy tốn tiền rồi. Thằng nào nó gài cái bẫy chỗ kia em đạp ngáy quá mạng nè. Đồ diễn. Trời ơi. Đưa ra để tao để thay ra. Trời ơi, chuyện đơn giản thôi. Mời nhân vật thôi mà đơn giản thôi. Nè, bắt đầu quay nè. Hồ Đan Tiên xuất hiện. Hồ Đan Tiên xuất hiện. Chị Tiên xuất hiện bên này. Chị Tiên bên này. Mày là Tiên như Đan Tiên nào? Hả? Chị Tiên không xuất hiện bên này. Chị Tiên xuất hiện bên này. Trời đất ơi. Do một miếng nhạc MP3 điện thoại. Rồi, quay action. Ủa gì vậy? Nhạc gì vậy? Nhạc. Và kính thưa quan viên hai họ, ngày hôm nay chúng tôi đặc biệt giới thiệu đây đôi tân lang tân gia nhân cô dâu và chú cội. Trời ơi, dính không dính vô kịch bản vậy, đâu có đám cưới trong này nữa. Trời ơi, đạo diễn từ là cắt mà cắt luôn á. Trời ơi, làm gì vậy? Nhân vật đi quay gì vậy?
em lộn xuống đám cưới. Trời ơi, đạo diễn có lấy cái chỗ đám cưới không? Không có lấy được, chết cha lấy rồi. Trời ơi, biết đập mày thế này quay đâu vậy? Nó không hiểu gì một cái gì cảm giác nghệ thuật đó. Tức mày thường quay ở đâu? Đám ma. Trời ơi, thế là MC đám cưới quay phim đám ma, cái em... phim này chắc trở thành đám gì đây? Trời, bánh, quen bánh, rồi bánh, em xin lỗi. Đám ma thấy 6-7 cái hòm, đám cưới thấy 5-6 cô dâu cũng vậy thôi. Lại cố gắng nha. Xin lỗi. Lộn đám cưới rồi chút xíu nữa. Action. Dạ kính thưa quý vị. Dạ đây ca sĩ Hồ Đăng Tiên. Dạ em xin chào quý vị khán giả. Anh quay ngay bản mặt em nè. Anh quay ngay bản mặt em nè. Dạ em chào, em chào anh quay phim, em chào cả đoàn phim. Dạ em tên là má chào trước đi, má chào trước đi, quên. Dạ xin chào quý khán giả. Trời ơi, bye má chào, má chào bình thường, má cười gì nè, dễ thương. Chứ tự nhiên má làm gì ta tưởng má lại. Dạ xin chào. Dạ đó ư, đó vừa giờ đó đến chào. Thấy không, chào cái vỗ tay liền thấy không. À, còn em, má em chào rồi. Thì bây giờ tới em là Hồ Đăng Tiên. Tại vì em thấy trong năm nay á, chị Hồ Ngọc Hà đó, chị muốn sự kiện ấn tượng cái live show của chị xuống bằng phi thuyền. Còn anh Đăng Trường thì bằng trực thăng. Chị Thủy Tiên thì là cưỡi ngựa. Cho nên em quyết định em cưỡi kiệu. Dạ, mấy anh thấy có ấn tượng không? Ấn tượng quá, quá. Tết mà cưỡi kiệu là hay. Em đó, em sáng tạo đó. Em đi ra em còn hết hồn nữa mà. Dạ vâng. Dạ em á là em tên là Hồ Đăng Tiên. Và bên đây là mẹ, cho nên ai cũng gọi mẹ em là Hồ Đăng Mẹ. Dạ vâng, vừa rồi là ca sĩ Hồ Đăng Tiên và người mẹ trong nhân vật chính hôm nay giới thiệu đến quý vị. Và bây giờ trên tay của chúng tôi đã có 10 câu trả lời của người mẹ. Ấy xin lỗi quý vị, của ca sĩ Hồ Đăng Tiên. Và bây giờ chúng tôi sẽ làm một cuộc trắc nghiệm với người mẹ để xem coi người mẹ có trả lời đúng 10 câu hỏi đó với lại con gái của mình hay không. Nếu như người mẹ trả lời đúng 8 câu trở lên thì người mẹ sẽ đoạt giải thưởng ngày hôm nay. Dạ. Bây giờ xin mời bác chuẩn bị tinh thần để con hỏi bác nghe bác. Dạ. Cố lên nha mẹ, cố lên nha, cố lên nha mẹ. Dạ, phần đầu tiên sẽ gồm 3 câu hỏi. Dạ. Câu hỏi thứ nhất là: con quỷ cái mày đi chỗ khác mà làm gì mày ngồi ra mày? Đâu có kịch bản câu đó đâu. Không lộn lộn, em chửi nhỏ ở. Trời ơi, tự nhiên em đang không nhấn mẹ nào đánh chui chui vui hoài em không nhấn được. Quay rồi. Trời ơi. Gắt đi. Cái con nhỏ Hồ đang ở này đi qua bển chi vậy? Ở đây đi. Xoa. Làm lại. Action. Dạ bác chuẩn bị bác. Dạ. Dạ. Xin bác cho biết bác tên gì, bao nhiêu tuổi và bác làm nghề gì? Dạ tôi tên Nguyễn Thị Tứ, 69 tuổi, Quý Mùi, nghề nghiệp làm giường. Bác! Đúng rồi. Bác ơi bác! Bác trả lời trật lất rồi. Ủa, lại sao? Trời ơi MC ơi, tôi dặn hơn bao nhiêu lần rồi, cái chương trình là nhân vật, khi nhân vật trả lời sai mình phải buồn với nhân vật. Không, không, khi nào nhân vật trả lời đúng mình phải vui nhân vật. Thấy không? Bây giờ ông trả lời ngược rồi sao được? Em làm cho khán giả ngạc nhiên à? Không ngạc nhiên chương trình này. Chương trình là không ngạc nhiên, chương trình này là mình phải over lên cũng được nữa. Yeah. Vui là vui tới bến luôn, mà buồn buồn tới chỉ luôn, đúng không? Rồi lấy cái chỗ làm cho khán giả ngạc nhiên hơn. Lấy không? Đúng rồi. Lấy phải không? Lấy. Nãy giờ đâu có quay. Trời ơi, Miên Tập ơi, cái mốt đừng có mời thằng này quay nữa nha. Mời chú em quay. Tao quay gì? Thì xong thôi. Quay lại nha, bắt đầu. Action. Quên, action. Thì quá. Dạ, bác à, hồi nãy bác trả lời là trật hai câu, đúng một câu là tuổi của bác thôi. À, con gái bác nói bác là tên Nguyễn Thị Tư làm nông, còn bác trả lời bác tên Nguyễn Thị Tứ làm vườn, vậy cho nên trật hai câu. Dạ hôm nãy Tư với Tứ mấy cái dấu nó hài lộn lắm. Dạ còn làm vườn á là làm nghề nông, nó cũng vậy, cũng cây cỏ không mà. Đúng rồi. Anh đạo diễn biết không, anh MC biết không, các em âm thanh ánh sáng biết không, chị giải thích cho mấy đứa nghe. Tại vì mẹ chị tên Tư, nhưng mà ở dưới quê ưa chơi tứ sắc, cho nên người ta ưa Tư lúc Tư lúc Tứ lúc Tư lúc Tứ. Còn vườn chứ không là cái gì, cũng có cỏ mà xung quanh mà cương cũng là trồng rồi, ăn cái đông rộng thôi chứ đâu có bỏ đâu, phải không? Nhưng mà tôi nói với lại cô á là cái vấn đề này á là cái thôi. Trời ơi, nghệ sĩ người ta mà làm khó quá. Đúng rồi. Nghệ sĩ người ta tên
tư tinh tứ gì cũng được á. Dạ. Mình đáng sợ nhưng mà tinh từ mới sợ. Ủa từ là sao đạo diễn? Từ là nó trở thành từ trần. Ê trời ơi, đạo diễn có lấy cái chỗ từ trần không? Không, cái đó tặng cho mày á. Mốt ra đĩa tôi gửi cho ông nha. Bắt đầu quá, bắt đầu quay lại. Làm lại ha, làm lại ha. Dạ. Dạ thưa bác, bác chuẩn bị ba câu kế tiếp nha bác. Dạ. Ba câu kế tiếp và câu đầu tiên. Dạ. Là bác cho biết bác thích ăn món gì nhất, màu sắc bác ưa thích là màu gì và sở thích riêng của bác ạ. Dạ cái món ăn tôi thích nhất là ba khía. Ba khía tỏi ớt nhuyễn ra rồi cái mình múc muỗng đường mình bỏ vô, mình nặng một miếng chanh vô trộn nó lên ăn cơm ngon lắm á. Bác còn miếng nào cho con miếng bác. Trời ơi trời. Rớt ra ngoài nữa. Trời ơi cắt cắt cắt. Em thèm thèm quá đâu diễn. Thèm thèm cái gì mà chương trình là nhân vật chứ không phải chương trình ẩm thực. Trời ơi xin lỗi thôi. Cắt đi tôi không quay cái đây. Rồi cắt thôi. Ừ. Dạ còn màu sắc á thì tôi nói ra mấy cô mấy cậu đừng có cười. Tôi thích màu trắng. Cái màu trắng mà bận vô nó thanh thoát làm sao đâu á, dễ thương lắm. Còn sở thích đó là đi chùa. Phải xin đi chùa và làm từ thiện để cho cả gia đình được hạnh phúc, mạnh khỏe, bình an. Dạ. Bác ơi là bác. Bác ơi. Bác trả lời đúng hết rồi bác ơi. Bác đỡ cái gì vậy? Trời ơi. MC mày hại tao luôn hả? Tao dặn được cái gì mà tao đúng thì mày mới vui lên. Không em xúc động quá bác trả lời đúng có hết mà. Cái format chương trình này là nó vậy đó. Có nghĩa là vui là vui cùng nhân vật. Mà buồn buồn cùng nhân vật. Nếu không nhân vật sai là mình phải buồn. Còn nhân vật đúng là mày mới vui. Xin lỗi đạo diễn em xúc động quá, xúc động quá. Lại, có gì over cũng được nhưng mà đúng, đúng tâm trạng nha. Bắt đầu. Dạ dạ. Thưa bác chúc mừng bác. Bác vừa trả lời đúng hết 3 câu vừa rồi ạ. Dạ chúc mừng bác. Dạ bây giờ xin mời bác chuẩn bị để mà trả lời tiếp 3 câu nữa ạ. Dạ, 3 câu kế tiếp xin bác cho biết ước mơ của bác là gì? Bác ghét cái gì nhất và bác yêu cái gì nhất ạ? Tôi có một ước mơ là cả gia đình đoàn tụ, cả nhà đông đủ, cùng ăn một bữa cơm, cùng nói chuyện vui vẻ. Còn cái tôi hận nhất là hai chữ cô đơn. Tôi có cái cảm giác trống trải, lạnh lẽo, khủng khiếp lắm. Còn điều tôi thương nhất là con gái của mình. Dù con xấu xí hay nghèo khổ gì đó, má cũng thương yêu con như bây giờ vậy. Dạ cảm ơn má. Anh ơi, anh đừng có lấy cái chỗ mà xấu xí nha. Tại vì bây giờ em giàu rồi, đâu có nghèo nữa đâu. Đâu có xấu đêm đi Hàn Quốc em sửa đẹp lên rồi nè. Anh đó má em nói em lộn. Yeah. Rồi, máy rồi. Chúng hết rồi, chúng hết rồi. Sao vậy? Đang quay tự nhiên nó về giật mình máy đúng rồi. Em làm đúng cái lời đạo diễn mà. Đạo diễn kêu em đẹp thiệt, em làm thiệt thôi. Trời ơi, mày giết mày chết đi Tuấn. Mày quay cái kiểu gì mà người ta ghét cái bất hình là sao? Trời ơi, mày muốn học quay phim lại nha. Lỡ đâu à. Làm lại đi. Xin lại cái chỗ ve thôi. Ừ. Nhức đầu rồi quá. Má ve đi. Sơn. Mày à. Ừ. Yeah. Ừ. Chúc mừng bác. Bác đã trả lời trúng hết 3 câu vừa rồi nữa rồi bác ơi. Bây giờ bác ơi, bác cố gắng lên nghe bác. Chỉ còn một câu nữa thôi. Một câu nữa thôi. Nếu bác trả lời trúng thì cái đích đến của bác đã hoàn thiện rồi bác. Nghe bác. Cố gắng lên bác. Dạ. Yeah. Câu hỏi cuối cùng, xin bác trả lời là bác mong mỏi điều gì nhất ở con gái của mình? Tôi không mong mỏi con tôi làm vương, làm tướng hay nghệ sĩ, ngôi sao gì đó. Làm cái gì cũng được, nhưng phải làm một con người tốt. Bác! Gì vậy? Trời ơi! Trời ơi, còn một chút xíu nữa thôi bác ơi! Mày, rồi, tại rồi, mày mà giải thưởng này mà không có tao quánh mày chết. Một chút nữa là tôi đứt tim chết rồi. Trời ơi bác ơi. Bác ơi, bác đã trúng được giải thưởng 150 triệu đồng bữa nay rồi. Thôi vậy, tao gọi cấp cứu. Cấp cứu, đưa đi cấp cứu. Khoan, cho tôi nói lời cuối cùng. Bác ơi, bác nhớ giữ chặt tiền thưởng 150 triệu đó bác. Không thôi cái đám làm phim này nó ăn trận tiền của ba. Đưa đi cấp cứu. Ra ngoài quánh chết mẹ nó đi. Con ơi,
ra coi chú nó làm sao tội nghiệp quá. Chú đang nói với chú Xỉu con. Ra coi coi trời, tội nghiệp quá con ơi. Con sao vậy? Ma, giải thưởng này con không xứng đáng để nhận nó má à. Con thắng mà, trả lời đúng mà con. Má, trong 10 câu, 2 câu trả lời sai là của con. Còn 8 câu còn lại. Lụa, Lụa em đâu rồi Lụa? Lụa. 8 câu còn lại là của em Lụa đó má. Còn con, lúc nào cũng tự hào là yêu thương má mình, chăm sóc lo lắng cho má mình không thiếu gì hết. Nhưng đâu biết rằng ở tuổi xế chiều như má thì má cần sự gần gũi, yêu thương, chăm sóc, chứ không phải là những thứ vật chất xa xỉ tầm thường đó. Tôi lúc nào cũng dên dáng là tôi rất yêu mẹ tôi. Nhưng sáng thì đi thật sớm, tối thì về thật khuya, để cho má tôi phải chờ tôi bên cơm lạnh cánh nguội. Và sự vô tâm của tôi không thể nào tha thứ được. Đó là những lần chưa bao giờ hỏi là má ơi, má đã ăn cơm chưa? Má, má ơi, ngàn lần xin lỗi má. Má ơi, tha lỗi cho con. Má hiểu mà con. Con nhiều công việc quá mà con. Má ơi, dù bận biểu như thế nào, nhưng người có lòng có ý thì sẽ làm được. Chỉ có vô tâm và bất hiếu như con mà quên đi chuyện đó thôi má. Má không trách thì con đâu. Má, má tha lỗi cho con. Từ đây con sẽ bù đắp cho má. Con không làm như vậy nữa đâu má. Con gái cưng của má đứng lên đi con. Lụa, chị cảm ơn em. Cảm ơn em thời gian qua đã chăm sóc cho má chị, gần gũi yêu thương má chị. Có gì đâu mà chị cảm ơn em chứ. Em xem bác như là máu ruột của em vậy đó. Gì? Em cũng đâu còn có má đâu. Má thương con, má thương hết hai con. Má nghĩ là cái mà má ghét nhất sẽ không còn nữa, đó là hai chữ cô đơn. Dạ, con sẽ không để má cô đơn nữa đâu má. Má biết. Từ đầu chương trình đến giờ, đây là những thước phim tôi cảm thấy là chân thật nhất. Đạo diễn! Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi! Chưa đưa nó ra được. Xe cấp cứu mà sập luôn rồi. Có sao không? Đạo diễn ơi! Đạo diễn cho em nói lời cuối cùng để em làm hoàn thành nhiệm vụ của em hôm nay. Không cho mày nói nữa! Không cho mày nói nữa! Đạo diễn! Hả? Đạo diễn! Đạo diễn! Thôi nói đi. Dạ, kính thưa quý vị, vừa rồi chúng ta vừa trải qua những giây phút quá xúc động, phải không quý vị? Đúng ra như trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị một người ca sĩ để hát một bài hát về mẹ, để tặng cho tất cả quý vị trong ngày hôm nay. Nhưng bây giờ, đặc biệt, bài hát về mẹ sẽ do thí sinh cũng như là nhân vật chính ngày hôm nay sẽ hát tặng cho tất cả quý vị. Đó là ca sĩ Hồ Đăng Tiên. Đối với tôi, trong lòng tôi, bây giờ không có bài hát nào thiêng liêng và có ý nghĩa sâu sắc bằng bài hát. Đó là những năm tháng tôi đã đi theo mẹ, dông ruổi khắp mọi miền đất nước. Một thời vàng son của mẹ tôi. Và qua từng vai diễn trên sân khấu của mẹ, tôi đã học được cách thế nào là hiếu đạo, lễ nghĩa và nhớ ơn một đấng sinh thành đã dày công nuôi mình khôn lớn. Nhưng mà bấy lâu nay tôi đã quên. Và từ ngày hôm nay cho đến hôm sau, tôi sẽ không bao giờ cho phép mình quên được nữa. Thôi làm thêm miếng nữa đi ba. Thôi mẹ ơi, uống hết là lo rồi thôi nha. Lo về sớm đi, để vợ mày nó cằn nhằn được cái lộn tùm lum, nó mất công lắm tới tao nữa. Thôi gì ba chưa đủ đồ, thôi ba đừng có lo. Nó cứ la hoài riết, ngày nào cũng la, cái con bị chai rồi, quen rồi ba. Tao thấy là tội nghiệp cho mày. Sao ba? Cái thân là ở rễ,
gặp bà vợ hết án nữa. Nghe nói là bà kiếm chuyện bà la rầy mày tối ngày phải không? Có gì đâu ba ơi. Hiện vợ nó la rồi, cái bà la nữa, cái riết rồi. Con nghe giống như hai mẹ con song ca vậy. Người ca chánh, người ca bè riết. Đã luôn. Đã đi ba. Khùng rồi. Má vợ nó la hoài mà nó đã. Dạ đã. Ghiền, không có con ghiền. Mày bị ghiền luôn ha. Dạ. Chắc mày làm gì sai quấy là bà la mày chứ gì phải không? Trai thì cũng tại ba chứ đâu ba nói con. Ê, gì đó tự nhiên đổ thừa qua tao nữa mày. Ba nhớ hôm bữa ba rủ con đi nhậu không? Sao? Đó, thì đó bữa ba rủ con đi nhậu cái ba kêu con ba nói nhỏ ba nói là về mày nói với má mày với vợ mày á là bộ nói là đi câu cá nha. Đó, thì con nói vậy thôi mà về bị chửi bới á. Thì tao biểu mày đi câu cá mà nói dối vậy đó để cho mày đi chứ không nói đi nhậu sao bả cho mày đi. Thì đó, thì con nói đi câu cá. Nhưng mà sau khi đi xong về rồi cái vợ con với bà chửi sùm. Tại vì bà biết con nói dối mà. Mày ngu lắm, mày ngu lắm, mày ngu lắm. Tao nói với mày rồi. Biểu mày đi về mày ghé đạt đâu rồi mua vài con cá đem về. Dạ. Bà biết mày đi câu chứ đâu biết đi nhậu. Thì con nghe lời ba con đem con cá về chứ hộ đàng hoàng. Có không? Nhưng mà dạ có. Nhưng mà dòm con cá xong rồi cái chửi con sùm lên luôn đó. Chơi nhạc là nhạc rap không à. Gì vậy? Ờ. Mày mua cá đồng hay là mua cá biển? Dạ cá khô. Trời ơi, mày ngu quá. Trời ơi, cái này vô hỏng mày bây giờ. Chứ sao vậy? Hồi đó giờ ai đi câu mà câu cá khô? Ờ ha. Chứ biểu hôm bữa ba không chịu nói con, ba đâu nói là cá khô, cá tươi, cá gì đâu. Con mua đại nó về cho rồi đi tạc ngăn chợ là mua về. Bị bể hết trơn, bị chửi. Trời ơi, tao dòm mày chán quá mày ơi. Trời ơi trời, đàn ông gì mà sợ vợ quá. Không có giống tao chút nào hết trơn. Trời má mày, tao nói thiệt cái mày đó. Sợ tao một đứa luôn. Tao chỉ cần ở trong nhà mà tao hoa cái là má mày xanh mặt luôn. Trời ơi, tao kể cho mày nghe. Bà hoài quá vậy. Kể nghe coi bà. Cuối tuần mà tao đi làm tao lãnh lương về đó. Dạ. Tao cầm một đống tiền tao dằn xuống bàn cái tao biểu cất. Dạ. Rồi là má sao? Xanh lè xà lét cái mặt. Ôm tiền đi tới tiền. Trời ơi, bà hoài quá trời hoài luôn rồi. Hoài chứ sao? Mày bốt con cũng làm với vợ con vậy luôn á. Phải như mày đâu. Trời đất ơi, tao nói thiệt với mày đó nghe. Dạ. Còn nữa. Quá. Còn nữa chứ chưa đâu con. Còn chuyện khác đâu bà kể con nghe nữa coi. Còn mày có chuyện gì kể tao nghe không? Dạ có. Thì bà kể. Thôi con kể trước rồi bà kể nha. Ừ. Bà biết không, có nhiều bữa hả con quên lấy đồ mà phơi đó, cái mưa xuống cái về cái ướt hết trơn. Trời ơi nó chửi con tan nát luôn á. Bà chỉ con cách đi. Sợ vợ quá trời quá đất bờ. Bởi vì mày không có giống tao chút nào hết trơn hết trời á. Thì bởi vì bà chỉ con cách đi. Tao đâu? Tao hoài lắm ha. Không có hoài gì ha. Không, má mày khỏi cần kêu tao là lấy đồ vô. Dạ. Mà chỉ cần ngó tao thôi là tao đi lấy rồi. Trời đất ơi, ba giỏi quá. Sao? Vậy con của 11 con bắt trước ba luôn à. Nói thiệt với mày á. Dạ. Không phải mà tao ba mày mà tao nổ với mày. Sao có ba? Có bữa má mày còn quỳ dưới chân giường đó mà gian sinh tao nữa. Trời đất ơi, má quỳ dưới chân giường mà gian sinh ba. Trời, ba quỳ thế vậy nè. Bà hoài quá rồi. Bà làm gì nè? Sao bà? Tôi gian ông. Ông Trung ra giùm tôi đi. Là sao lúc đó bà ở đâu? Ở dưới giường á. Trời ơi. Ủa bà dưới giường làm gì? Tao đi dậu về tao sợ bà chửi tao chung dưới gầm giường trốn chứ. Trời đất ơi. Trời. Vậy mà nãy giờ con tưởng ba anh hùng lắm à. Ba cũng sợ má à, cũng sợ vợ à. Ba. Gì? Nghĩ cho cùng là sao à? Đàn ông cái cánh mày râu mình sao khổ quá ba ha. Biết vậy hồi đó con cũng không thèm lấy vợ đâu ba ơi. Tao hồi đó sợ vợ đã đành rồi. Tao tưởng qua cái đời bay rồi, tiến bộ rồi, khoa học rồi nọ rồi hiện đại rồi nọ là cải số được chứ. Ba biết không, có lần con định cải số đó ba. Ừ. Con đi vô trong nhà sách á, cái con hỏi cái cô bán sách á, con hỏi chứ cô ơi ở đây cô bán cái loại sách nào mà người đàn ông làm chủ gia đình không? Cô trả lời sao? Dạ, cái cổ biểu chỉ lại kia kìa, biểu con qua đằng cái quầy đằng kia. Ừ. Nói cậu lại nghe cái quầy sách khoa học giả tưởng nó kiếm. Ừ. Nhỏ nó cũng ác mồm ác miệng dữ. Ừ. Mà không lẽ là cánh đàn ông trưởng gia đình chỉ là giả tưởng đó sao con? Ờ, bà ơi thiệt nhiều lúc nghĩ tới đàn ông buồn quá bà ơi. Thôi khổ ghê á. Uống đi con. Rồi con ba làm cái đi. À, chết rồi không được rồi bà ơi. Cái gì mày quên cái gì quên hả? Vợ nhà nó chờ con thôi. Ba về sau nha. Ba nhậu hết đi rồi ba về sau nha. Con về chứ ở nhà nó đợi con rồi. Con về trễ là chết con liền á. Nó đánh con đó bà ơi. Có gì mày đổ thừa tao nữa. Trời thần thiên địa ơi, tội nghiệp thằng nhỏ không, bởi vậy cha nào con nấy mà. Anh làm gì vậy? Chửi anh không đúng sao anh làm gì ngồi nên ôm cột vậy?
hả? Nhậu nhẹt suốt ngày lúc nào cũng vậy chứ á. Tưởng ai xa lạ, ba anh rủ anh đi nhậu sướng không? Rồi làm gì vậy? Đứng lại coi. Làm gì lớn như là không biết đi vậy? Quá đáng thì anh đứng lại coi anh làm gì vậy? Tôi đang nói chuyện với anh nhỏ nhẹ mà. Thì cứ nói đi, trời ơi thì tôi nghe nói nè. Nói chuyện anh phải nhìn mặt tôi. Anh làm gì sao nói chuyện với anh được? Cái kỳ vậy? Thì nói là nghe bằng lỗ tai chứ ai cũng nghe bằng con mắt rồi biểu rồi phải nhìn. Nhưng mà anh nói chuyện mà anh không nhìn mặt tôi là anh khi dễ tôi quá đáng rồi đó. Rồi vậy nè, nè, được chưa? Chưa. Mở hai mắt rồi đó. Rồi sao? Nè tôi nói em đừng có quá đáng nha. Quá đáng gì? Đừng có thấy là tôi ở rể đây rồi cái hai mẹ con ăn hiếp hoài nha. Tôi gọi điện thoại tôi kêu ba tôi qua rồi đó. Ê, cái gì vậy? Cái gì vậy? Ba, hai, ba qua rồi đó. Ông thập nghe nè. Gì vậy? Hả? Điện thoại coi. Hả? Cái gì? Chị gì vậy? Ba đợi chút xíu. Ba giải quyết giùm con chuyện này đi ba. Cái gì hai chồng kia lỗi hoài á? Má ơi, má về lẹ đi. Cha con đừng quýnh con quá trời quá đất luôn đi má. Ok, má về tới đầu ngõ rồi. Dạ, má về lẹ nha má. Làm gì quá, hai con gái tôi, hai con gái tôi. Trời ơi, tôi, anh là người lớn mà anh xui. Anh là người lớn mà tại sao anh quanh nắm đầu anh quanh má là con gái mà. Anh nhúc mặt hay phải nể mũi, đánh chó phải nể chỗ nhà sao anh quanh nắm đầu anh quanh. Má ở đâu? Mày đi ra bệnh viện lấy giấy chứng thương gì cho tao, tao ra tao kiện trả tao à. Má, ủa, tôi mới qua tới đâu biết gì đâu, đổ thừa. Trời ơi, sao mày không nói, nhìn nó ngọt nghiếp mày. Em sợ buộc hai người lẫn cúng mình con à. Anh xui mới qua hả? Dạ. Trời ơi, tao nói đi ngoài đường nó nóng, nó nắng, nó nóng nực, đâm ra nó bực bội trong người anh. Với lại nói nào ngay đi đòi nợ. Đòi nợ mới về mà đòi không được, đâm ra nó quạo. Thôi có gì anh xui bỏ qua tôi nghe anh xui. Trời đất ơi, tôi ở bên nhà tôi nghe vợ chồng nó hụt hạt rồi tôi qua chạy qua đây dàn xếp tôi có biết cái chuyện gì đâu. Trời ơi, cái gì đó hụt hạt anh xui. Vợ chồng son nào mà không vậy. Anh nói vậy chứ tụi nó vui vẻ hạnh phúc lắm anh. Trời ơi, nó giỡn nhau suốt ngày như nít vậy đó. Vậy mà quánh nào không hay á. Bởi vậy giả màng luôn á. Tôi nói là con tôi nó còn nhỏ dại. Dạ. Nó mới có vợ lần đầu. Nếu nó có gì không hiểu đó, chị xui dạy cho nó giùm. Để nó rút kinh nghiệm vợ sau của nó. Vậy mà vậy. Không phải, phải. Ê, rút kinh nghiệm cho Loan sau này. Dạ. Anh xui nói vậy thì tôi chịu. Anh biết không, tôi thương thằng Hùng lắm chứ anh. Dạ. Tôi nói nhà tôi có hai mẹ con nên nó làm rể thương nó như con ruột vậy đó chứ không phải dẫn chơi đâu. Dạ, xui. Cảm ơn chị xui. Ông bà ta thường nói á là dạy con từ thuở còn thơ. Dạ. Dạy rể từ thuở ban sớ mới về. Dạ. Bà nào nói vậy đó? Dạ, nói tiếp đi. Dạ. Có nha anh xui. Dạ. Anh nói vậy tôi tự ái. Dạ. Có ông bà nói tôi mới nói là lời của ông bà thôi. Đúng rồi. Đó, chứ tôi là người có ăn có học mà anh, tôi nói không có sai. Yeah. Ông bà nói sao tôi nói là ý chang như vậy thôi. Yeah. Thương nó lắm anh. Yeah. Thương nó lắm. Anh thấy có ai mà chiều rễ như tôi không? Tôi hỏi anh chứ. Hằng ngày khi mà con Loan con tôi nè, nó bận phải đi gội đầu đi làm móng. Đích thân tôi là anh xui, phải vô tận trong bếp. Dạ, vậy tôi dạy cho thằng rể nó kho cá. Giỏi lắm ba. Không anh thấy có ai mà chiều rể như tôi chưa? Chưa hết đâu anh, chưa hết. Không có gì mà anh phải ngạc nhiên lắm. Tôi nói cho anh nghe, hằng ngày khi nó đi làm về, tôi bắt con gái ruột tôi, dạ, là con Loan, lấy báo ra đọc cho thằng Hùng nó nghe. Dạ. Có ai thương rể như tôi không? Lúc đó mày ở đâu mày không đọc báo? Nó đang giặt đồ cho tôi với anh Loan. Chạy lên, chạy lên. Quên giặt đồ chị hả? Tôi chịu chị hết đủ rồi nghe chị. Dạ. Tôi nói cho chị biết nha. Tôi dặn nãy giờ lắm rồi đó nghe. Rồi vậy ông nhẹ ông nổng nhỉ? Tôi hỏi chị, có thằng con của tôi nó qua đây nó làm rể nhà chị, nó đâu phải ở đợi cái gì đâu mà giặt đồ chị. Không. Dạ. Tôi vô cứu đồ đi nghe. Ba. Không. Về con về quá. Ba về không gì tao quýnh mày chết à. Chuyện đâu có gì đâu, tự nhiên ba biểu con về tụi từ giải quyết. Đứng lại. Dạ. Vô là cứu đồ về không? Về, tự nhiên ba biểu con về à. Phải về chứ. Hồi đó là ba là người cưới hỏi con đem chầu cao qua hỏi Loan cho con mà. Phải con. Lúc đó tao thấy con Loan nó hiền từ, nó nhân đức, con gái tiết hạnh đàng hoàng. Tao đem chầu cao qua, tao cưới nó cho mày. Dạ. Nhưng mà khi tao gặp á, bà và vợ mày tao thấy là cuộc đời mày thua rồi. Bà vợ sao thua? Con nhà tao không giống lông, không giống cánh nè. Tâm ơi, có điện thoại kìa. Tâm ơi, có điện thoại. Tâm ơi, có điện thoại. Tâm ơi, có điện thoại. Ba, đây nè ba. Điện thoại. Điện thoại riêng. Nói anh nghe, con Loan mua tôi cái máy đời mới có cái chức năng ghi âm. Dạ. Cái giọng tôi luôn anh xui. Nghe được ha. Hay quá ha. Cái chân mình mở là mình nghe rồi phải không? Dạ, nghe đấy giờ á. Nghe đấy giờ. Tiền ta dạ, nghiệp tâm á. Alo. Hồng hả cưng?
dễ thôi, chịu bạc là gì khó khăn như này biết nữa à. Bạc 70. Ừ. Vậy. Con nhỏ điều á, biết à, mày đưa tiền lời trước cho chị luôn. Trời ơi. Ừ ừ, cho tụi nhỏ qua nhà lấy luôn. Ừ ừ. Rồi vậy hen. À. Trời ơi nó điệu ghê, con dạ. Đưa tiền lời trước cho má luôn. Sướng quá à. Ủa ba mày đâu rồi? Đang cãi nhau bỏ về hả? Ba không ngủ đột quá, ba chui xuống ghế rồi kìa. Trời. Ba lại ngồi ba. Gì vậy? Trời mặt hết hồn rồi mày. Trời ơi chị xui làm quá. Tôi sợ. Cái gì điện thoại mà tưởng chị là múa vỏ. Rồi ba. Trời ơi tôi cay anh. Cái gì cay tâm ơi. Nữa hả? Nguyễn nào chơi nhá mái nè. Bực ghê luôn vậy đó. Trời ơi đâu có gì đâu anh xui. Anh cứ ra anh ngồi đi, tôi nói chuyện với anh nè. À tại vì tám ơi có điện thoại, tám ơi có điện thoại, tám ơi có điện thoại, tám ơi có điện thoại. Ba, gì ba? Tao liệu, trời tưởng có điện thoại nữa. Ba làm có hết hồn à? Không có gì trơn mà. Anh làm mà tôi lấy điện thoại cho nó reng luôn là anh biết rồi đó. Biết sao hết hồn không con? Dạ. Biết rồi, cái số nó mới nhá máy nè là số cái thằng Hùng nó thiếu nợ má nè. Trời liền má. Để má gọi lại cho nó coi sao chứ để chết à. Anh đợi tôi chút nha anh xui. Trời ơi. Thuê bao bị tắt vừa rồi. Tạm thời không liên lạc được. Trời ơi, mới liên lạc nó mà không liên lạc được cái gì? Mà cô là ai mà cô giữ máy của nó? Hả? Vui lòng gọi lại sau. Sau cái gì? Trời ơi, bây giờ nó thiếu nợ tôi mà giờ cô biểu gọi lại sau là sao? Bây giờ cô nói nó đi kiếm nó đâu ở quán cà phê đó, kêu nó gọi điện lại cho tôi. Không mà tôi đến nhà tôi cào nhà nó, nhớ nghe chưa? Vậy? Hả? Please try again. Yes sir, yes sir. Ok, yes, Masuna. Chứ nó trốn nợ đưa cho con tay nào nói chuyện với tao luôn mày thấy không? Tao mày biết là nó quá đáng mà bởi vì tao nói không có đòi nợ được là bực bội rồi. Cho dai bạc 70 thiệt dân đức ghê vậy đó. Dạ tôi. Giúp đỡ người ghê vậy đó. Bởi vì qua nhà mình cái nó xui mày thấy không? Đòi nợ mà cũng không được nữa. Làm gì không về? Ở lại chắc đợi mời cơm à. Tôi cũng chờ nó thu dọn xong rồi tôi đi về đó chị. Ba. Chứ không ở lại đây đâu. Ba kỳ quá. Gì cái? Mày làm gì mày sợ? Trời ơi, dân chơi mà sợ mưa rơi hả con? Nè. Học theo gương của má mày. Ngày xưa ba mày lớn với tao một tiếng nói thôi, tao lý vậy liền. Bởi vậy giờ má mới vậy á. Bộ má muốn con cũng vậy chứ má. Cô đơn á má, cô đơn cái gì trời ơi. Bây giờ trai thêm nùm nước mà tại má mày. Chị mình lớn tuổi rồi. Chị suy nghĩ kỹ lại đi chị. Con nó nói đúng đó. Bây giờ chị hồi nhỏ đó hở chút ra là ly dị. Bây giờ chị cũng lớn rồi, tôi cũng lớn rồi, có con có cái rồi. Thấy không? Rồi nữa là con cái nó ra riêng. Có mình tôi với chị ở một mình. Thấy không? Thấy cô đơn buồn thể, chị có thấy con cảm thấy cô đơn không? Chị có thấy là cuộc đời của chị là thiếu những người chăm sóc cho chị không? Má thì ba nói đúng á má. Không lẽ vợ chồng nào cũng phải có ghi lộn thôi mà. Không lẽ mỗi lần gây cái ly dị sao má? Nghĩ lại đi má. Biết rồi. Thì ai là không có lúc lỡ làm. Thì thôi, nói vậy thôi chứ con cái mà anh xui. Dạ, ai vậy? Mà muốn tụi nó vậy đâu đúng không? Nếu mà chị suy nghĩ được cái vậy là tôi mừng lắm á. Đi về. Ba. Trời ơi, dáng đóng thuyền mà về. Ba hiểu hết rồi, ba miễn về. Thuyền lũng rồi con. Dạ. Bây giờ đóng hòm tao về chứ đừng có đóng thuyền. Mà tao về, tôi đâu kêu bà về đâu. Tôi đi về chứ để ở đây tao tốn bữa cơm trưa nữa. Anh xui. Trời ơi, anh nói vậy từ nhỏ nó không hiểu, nói là tôi tiếc với anh bữa cơm. Cái gì ở lại nha anh xui, rồi cái gì á. Rồi về tôi kêu sắp nhỏ nó dọn cơm lên cho anh ăn. Chứ vậy hơi kỳ phải không? Sao đâu được cái hồi tôi đi. Hơi kỳ quá anh nữa. Ngồi dậy đi. Không. Xuống dọn cơm cho ba mà. Dạ. Xuống dọn cơm lên cho ba con ăn. Dạ. Thôi mời chị xuống ngồi đi. Dạ. Tôi ngồi trên này cũng được rồi. Lo lâu tuột xuống thôi.